Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Những bức tranh ghép tem về Bác Hồ qua những tác phẩm của họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn. Doanh nghiệp châu Âu tăng niềm tin môi trường kinh doanh Việt Nam dựa theo kết quả chỉ số môi trường kinh doanh MSCI mới nhất. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng tăng. Bưởi Vĩnh Tường Vĩnh Phúc được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhà xuất bản trẻ vừa cho ra mắt bộ sách Hồ Chí Minh, tác phẩm bảo vật quốc gia nhân kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bộ sách gồm 5 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành bảo vật quốc gia gồm Đường cách mệnh, nhật ký trong tù, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước và di chúc. Bộ sách được in với khổ vỏ túi, kèm hình ảnh bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ sách có hình thức gần gũi, nhỏ gọn, tiện lợi, tạo sự thích thú cho độc giả, đặc biệt hai tác phẩm, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước có tích hợp mã QR để độc giả tải và nghe âm thanh giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ sách sẽ được phát hành tại hệ thống các nhà sách trên cả nước trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều thế hệ nghệ sĩ với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Và họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng với ông, hình tượng Bác Hồ được thể hiện khá đặc biệt và rất riêng. Từ xưa này khi học vỡ lòng đã ai yêu Bác Hồ Chí Minh rồi, hơn thiếu niên nhi đồng rồi, nó vào tâm khảm của từng mỗi người công dân Việt Nam một. Cho nên là tôi làm tranh về Bác Hồ là mình phải rất thận trọng, làm với cả tấm lòng, tạt hết tâm ra, về hết kỹ thuật, hết tình cảm. Cũng chính vì lẽ đó, trong gần 20 năm trong nghề, họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn đã có gần 1.000 tác phẩm tranh ghép tem về Bác, dù chưa một lần gặp mặt vị cha già dân tộc. Mỗi bức tranh đều được thể hiện một cách tinh tế, tỉ mỉ, với những cảm xúc vẹn nguyên và cho thấy một khía cạnh trong cuộc đời của Hồ Chủ tịch. Điểm khó nhất là cái con tem ấy, nó màu sắc nó có hạn. Mình làm nào mình phải nhìn cái tổng thể để mình làm nó hợp với lại cái chỗ tem mình có. Khi làm về tranh với Bác Hồ mình phải tìm hiểu cái giai đoạn ấy là năm bao nhiêu. Bác Hồ năm 46 khác, dâu Bác khác, màu tóc Bác khác. Bác Hồ ở chiến dịch Điện Biên Phủ nó khác, Bác Hồ chiến dịch biên giới nó khác. Thì mình làm mình toát lên được cái giản dị, không quan cách, không khác người, rất bình dị, rất quần chúng. Bởi màu sắc tem có hạn, vì thế để hoàn chỉnh được một bức tranh tem về Bác Hồ, họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thường phải sử dụng từ vài trăm đến cả nghìn con tem và mất từ 10 ngày đến cả tháng. Với những bức tranh ghép tem đầy tinh tế và sáng tạo của ông, hình ảnh Bác Hồ cũng trở nên gần gũi, thân thương hơn trong trái tim mỗi người con Việt Nam và bạn bè quốc tế. Khi mà nhìn bức tranh của họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn ghép, thì chúng ta sẽ cảm thấy Bác Hồ rất là gần gũi. Một hình ảnh của người vị cha già vừa gần gũi vừa thân thương nhưng mà rất là uy nghi của một vị lãnh tụ. Vẽ tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khó, nhưng để có bức tranh ghép tem về người càng khó hơn. Thế nhưng bằng việc mang lại cuộc sống mới cho những con tem cũ một cách độc đáo như vậy, những bức tranh về Bác của họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn có thể coi là tấm danh thiếp quốc gia, là món quà ngoại giao đầy ý nghĩa, mang thông điệp văn hóa của đất nước và con người Việt Nam đến khắp bạn bè năm châu. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và coi trọng công tác xây dựng đảng, nhất là xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong đảng. Người luôn coi đây là nhiệm vụ chính trị to lớn, là công việc thiết yếu hàng ngày của mỗi đảng viên và tổ chức đảng. Nhớ đến người cũng là nhớ đến lời dạy của Bác trong di chúc về sự đoàn kết thống nhất trong đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh ví sự đoàn kết của đảng như con người của đôi mắt. Mất đoàn kết là mất đôi mắt, xa rời mục tiêu lý tưởng, mất đi sức mạnh của tổ chức chính trị tiên phong. Với một tổ chức chính trị có nhiệm vụ lịch sử là lãnh đạo nhân dân, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thì đôi mắt lại càng có ý nghĩa to lớn hơn rất nhiều. Cách ví von của Bác giản dị nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa.
Giáo sư Hoàng Chí Bảo, trong nhiều lần kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đều nhấn mạnh đến việc Bác Hồ khẳng định sự đoàn kết nhất trí là sức mạnh to lớn trong Đảng, cũng như để Đảng lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển đất nước. Đến đâu Bác cũng dặn vấn đề đoàn kết, nhất là đoàn kết trong Đảng, để làm gương cho đoàn kết trong nhân dân ngoài xã hội. Bác cũng dặn cán bộ đảng viên, nhất là lãnh đạo đấy, là phải cần kiệm liêm chính, phải chí công vô tư, tức là phải chống cho được cái lòng tham tính tham, chống được chủ nghĩa cá nhân, Bác gọi là giặc nội xâm, thế mới làm gương cho nhân dân được. Anh hùng lao động Phạm Thị Vách từng hai lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu của Người và được trực tiếp nghe Bác nói chuyện nhiều lần với cán bộ đảng viên và nhân dân Hưng Yên cho biết. Trong một bài nói chuyện, Bác bao giờ cũng nhắc nhiều nhất đến việc quan tâm tới đời sống của nhân dân và sự đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ. Các cái đợt Bác về Hưng Yên, Bác gặp cán bộ và nhân dân Hưng Yên, Bác bảo không cái gì bằng cái đoàn kết. Đoàn kết, đại đoàn kết. Xong rồi mỗi một người có một cái ý chí để mà thực hiện phát triển cái nền kinh tế hoặc là cái chính trị, nhất là công tác chính trị. Bác bảo phải đoàn kết, không đoàn kết không hoàn thành nhiệm vụ được. Cho nên tôi được gặp Bác trước, Bác dặn như thế, học tập quần chúng mà làm, về mà làm tốt hơn. Cho nên là đến những cái hội nghị mà Bác về, Bác lại nhắc cho cán bộ và nhân dân như thế, tôi cũng thấm thía lắm. Điều đặc biệt là không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết, Bác còn nêu lên cách thức để thực hiện sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Trong Đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Trải qua từng giai đoạn khác nhau, song quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết, thống nhất trong Đảng đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đảng ta, trong đó có tỉnh Hưng Yên, tiếp tục kế thừa sự đoàn kết để xây dựng Hưng Yên thành tỉnh mạnh trong toàn quốc. Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đặc biệt là trong gần 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trí tuệ và sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã làm cho làng quê mình thực sự thay da đổi thịt, xứng đáng với truyền thống của quê hương cách mạng, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Dưới gốc đa Sài Thị, bên cạnh bia tưởng niệm là khu nhà truyền thống vừa được khánh thành vào dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, gồm nhà truyền thống, nhà khách, nhà thủ từ, nghi môn và các công trình phụ trợ khác. Đây là công trình xứng tầm với những giá trị to lớn của di tích lịch sử cây đa Sài Thị. Nhà truyền thống được hoàn thành đã góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ tiếp nối, thỏa mãn được ý nguyện của các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân, đáp ứng được nhu cầu học tập, tìm hiểu và tham quan du lịch của du khách trong và ngoài nước về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Cùng với những thay đổi ở khu di tích, thay đổi lớn nhất ở Thuần Hưng chính là hệ thống giao thông, các công trình phúc lợi công cộng và kết cấu hạ tầng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để có được kết quả ấy là do Thuần Hưng làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt là có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể. Vì thế, ngoài phát huy nội lực, địa phương còn huy động được một nguồn lực rất lớn từ những người con xa quê để đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi công cộng. Từ năm 2015 đến giờ, là chúng tôi đã hoàn thiện tất cả gần như tất cả các đường đi nối lại của trong thôn, kể cả đường ngoài đồng. Những người con xa quê cũng thế, người ta hưởng rất cao về cái chuyện xây dựng nông thôn mới, đã ủng hộ có người hàng tỷ đồng, như nhà bà Tuyến là 500 triệu, nhà ông Nộc là gần 2 tỷ. Riêng giai đoạn dồn thửa đổi ruộng là bà con đã ủng hộ hàng vạn mét vuông đất để làm giao thông. Qua chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, người dân rất là ủng hộ cao, 100% đường làng ngõ xóm là bê tông hóa. Tổ chức triển khai cũng như là làm đường ngoài đồng, lạo vét thủy lợi để phục vụ tưới tiêu của địa bàn cho được thuận lợi hơn, bởi vì cái mục đích chính là người dân được hưởng lợi thực sự. Là địa phương sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, bên cạnh việc tuyên truyền để người dân thay đổi về tư duy, cách sản xuất trong cơ chế thị trường,
trong những năm qua, Thuần Hưng còn đặc biệt quan tâm đến đổi mới cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, nâng cấp cải tạo đường ra đồng, hệ thống mương máng, đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu thâm canh sản xuất của bà con. Vì thế, mặc dù thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất ngờ, khó lường, nhưng nhiều cây trồng vật nuôi ở Thuần Hưng vẫn cho thu nhập cao. Điển hình là việc thâm canh cây hành. Cái giống hành ở đây thì nó thật là so với các nơi thì không có nơi nào có cái giống hành như ở đây được. Có cái mùi rất thơm, nhưng riêng nhà tôi làm tổng khoảng 4 sào, cấp đôi, cấp 3 bưởi. À, lúa thì phải gấp 5, gấp 6 lúa. Nếu một sào mà cao điểm, ấy, nếu mà lúc đắt ấy, nó từng tầm khoảng độ 15-16 triệu trên một sào, và trong khoảng tháng rưỡi. Bên cạnh đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ cũng được địa phương đặc biệt quan tâm như nghề mộc, cơ khí, nhà hàng. Cảnh đói nghèo, những ngôi nhà tranh vách đất năm xưa chỉ còn trong ký ức của lớp người cao tuổi. Thay vào đó là những gương mặt dạng người, những ngôi nhà cao tầng đua nhau mọc lên san sát, chẳng khác nào phố trong làng. Toàn xã có tới 3 siêu thị, hàng trăm nhà hàng, cửa hàng kinh doanh dịch vụ. Điều đó cho thấy Thuần Hưng không chỉ là vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng, mà các thế hệ người dân nơi đây còn rất năng động, cần cù, sáng tạo, không cam chịu đói nghèo và luôn tuyệt đối trung thành với Đảng. Niềm tin của lãnh đạo các doanh nghiệp châu Âu ngày càng vững chắc, bất chấp những yếu tố đầy biến động dựa theo kết quả chỉ số môi trường kinh doanh PCI mới nhất từ Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm. Chỉ số PCI tổng thể đã tăng nhẹ trong 3 tháng qua từ 27 điểm phần trăm trong quý 1 lên 34% trong tháng 4 và giữ ổn định trong quý 2. Điều này cho thấy sự lạc quan của lãnh đạo các doanh nghiệp vào thị trường Việt Nam đang dần quay trở lại sau khi có sự sụt giảm bởi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ nhất. Tuy nhiên, kết quả PCI cũng cho thấy các lãnh đạo doanh nghiệp vẫn đang cảm nhận được những tác động tiêu cực từ đại dịch toàn cầu và thận trọng về triển vọng tương lai của doanh nghiệp. Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước tính đạt gần 423.000 tỷ đồng, giảm 2,7% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 3.225.000 tỷ đồng, giảm 0,02% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng đạt hơn 2.553.000 tỷ đồng, chiếm hơn 79% tổng mức và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng so với cùng kỳ là Hải Phòng tăng 11%, Hà Nội tăng 9,8%, Đồng Nai tăng 9,4%, trong khi đó Đà Nẵng giảm 4,9%, Khánh Hòa giảm 6%. Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 8 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,5% của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 3,7%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,9%, riêng ngành khai khoáng giảm 7%. Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu, làm chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào bị gián đoạn, đồng thời bùng phát trở lại ở một số địa phương trên cả nước từ cuối tháng 7 đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phục hồi của sản xuất công nghiệp. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 8 tháng giảm so với cùng kỳ như bia giảm 14,8%, dầu thô khai thác giảm 14%, ô tô giảm 12,5%, khí hóa lỏng giảm 12,1%, điện thoại di động giảm 4,4%. Nhằm hỗ trợ và tăng cường lồng ghép dưới vào chính sách và chương trình biến đổi khí hậu, mới đây tại Hà Nội đã diễn ra lễ khởi động và thực hiện dự án tăng cường sự tham gia và nâng cao năng lực quản lý của các tổ chức phụ nữ trong xây dựng chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, gọi tắt là dự án Phụ nữ và biến đổi khí hậu. Việt Nam là một trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu và các loại hình thiên tai. Theo UN Women, phụ nữ và trẻ em là những người dễ bị tổn thương gấp 14 lần so với nam giới trong các thảm họa thiên tai. Tuy nhiên, phụ nữ cũng là nhân tố tạo ra những thay đổi tích cực trong công tác thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai ở các địa phương. Dự án Phụ nữ và biến đổi khí hậu diễn ra trong thời gian 2 năm, từ năm 2020 đến năm 2022. Tham gia dự án, mạng lưới các tổ chức phi chính phủ do nữ lãnh đạo sẽ được nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng để tham gia đóng góp xây dựng vào các chính sách như đóng góp quốc gia tự quyết định, kế hoạch thích ứng quốc gia về biến đổi khí hậu.
từ đó giúp phụ nữ nắm bắt được các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, chủ động tạo ra nhiều mô hình sinh kế bền vững. Phấn đấu sản xuất vụ đông năm 2020 đạt diện tích từ 430 đến 450.000 ha, đạt 4,6 đến 4,9 triệu tấn về sản lượng và tổng giá trị sản xuất đạt 34,2 đến 36,6 nghìn tỷ đồng. Đây là những thông tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố tại hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ đông năm 2019 và kế hoạch triển khai vụ đông năm 2020 các tỉnh phía Bắc vừa qua tại Hà Nội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tổng giá trị cây vụ đông đạt khoảng 31.500 tỷ đồng, cao hơn gần 2.500 tỷ so với vụ đông năm 2018. Nguyên nhân chính là do chuyển dịch từ cây trồng có giá trị thấp sang cây trồng có giá trị cao, kết hợp với các yếu tố như sản phẩm tốt, chất lượng cao và có thị trường đầu ra ổn định. Đối với sản xuất vụ đông năm 2020, được nhận định sẽ có nhiều thuận lợi về thị trường, nhất là đối với thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, thời tiết và dịch bệnh diễn biến bất thường được nhận định sẽ là ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ cây vụ đông. Năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu tăng cả về diện tích sản lượng. Tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt 34,2 đến 36,6 nghìn tỷ đồng. Trung bình giá trị sản xuất đạt 75 triệu đồng một hecta. Người trồng bưởi đào ở xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã thu hoạch khoảng 30% diện tích bưởi đào. Giá bán tại vườn với những quả có mẫu mã đẹp khoảng 20.000 đồng trên một quả, còn lại giá trung bình từ 15 đến 18.000 đồng trên một quả. Mức giá này cao hơn trung bình năm trước từ 1 đến 2.000 đồng. Theo phản ánh của người trồng bưởi và thương lái, bưởi đào Thanh Hồng năm nay có mẫu mã chất lượng tốt, sản lượng tiêu thụ do thương lái đặt mua tại vườn cao hơn năm trước. Thị trường tiêu thụ chủ yếu tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và một số tỉnh phía Nam. Theo quyết định số 91525 ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, sản phẩm bưởi Vĩnh Tường đã chính thức được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể. Đây thực sự là tin vui đối với chính quyền và người dân địa phương vào đúng thời điểm sản phẩm bưởi đang cho thu hoạch, mở ra những triển vọng mới đối với sự phát triển của cây bưởi trên đồng đất Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Năm 2005, gia đình ông Phùng Văn Tân, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường bắt đầu trồng cây bưởi diễn. Nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nên cây bưởi sinh trưởng và phát triển tốt, số lượng quả tăng lên qua từng năm, thu nhập vì thế cũng cao hơn. Đến nay sau 14 năm trồng với 160 gốc bưởi này, mỗi năm gia đình ông Tân thu nhập gần 300 triệu đồng. Đặc biệt, khi sản phẩm bưởi Vĩnh Tường được đăng ký nhãn hiệu sẽ góp phần khẳng định uy tín, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Để làm sao tất cả mọi người hướng về cái chất lượng. Đấy, thành phẩm ra được một quả bưởi cho thị trường thì chúng ta cần chất lượng mà chúng tôi thấy là rất mừng là này. Sau nay mai cái quả bưởi chúng tôi được sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành là chúng tôi sẽ làm sao cố gắng mà vươn xa cái quả bưởi ra và bán nó có thương hiệu. Không chỉ riêng gia đình ông Tân, cây bưởi đã và đang mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho nhiều gia đình ở huyện Vĩnh Tường. Theo ông Nguyễn Phùng Khả, thôn Hậu Lộc, xã Vĩnh Ninh, một trong những hộ trồng bưởi ở Vĩnh Tường đề nghị, để tiếp tục khẳng định và phát huy thương hiệu bưởi Vĩnh Tường thì việc tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng để trồng bưởi theo hướng an toàn là việc làm quan trọng. Có hội đồng mình tuyển rồi, tuyển chọn các quả đạt tiêu chuẩn thì mới dán nhãn để đưa ra thị trường. Đồng thời thì tuyên truyền các hộ nâng cao cái trình độ kỹ thuật về chăm sóc, cắt tỉa cành, phòng trừ sâu bệnh. Nó đúng theo yêu cầu kỹ thuật thì mới đảm bảo được cái chất lượng theo cái chương trình sản xuất theo cái hướng Việt Gáp thì mới đảm bảo được cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thì mới đủ điều kiện để dán cái nhãn hiệu bưởi Vĩnh Tường đưa ra thị trường. Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bưởi Vĩnh Tường là động lực giúp người nông dân gắn bó, tâm huyết với sản phẩm do mình làm ra, đồng thời đổi mới trong sản xuất, trồng trọt và có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Sau sản phẩm bưởi, có thể nhiều rau củ quả khác và nhiều sản phẩm khác được người dân trên địa bàn huyện chuyên tâm canh tác, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, uy tín, an toàn, phục vụ người tiêu dùng. Những ngày này, thầy và trò trường Trung học phổ thông Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên luôn trong không khí vui tươi phấn khởi, chuẩn bị cho năm học mới, đồng thời niềm vui như được nhân lên khi thành tích trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 của nhà trường cũng đạt kết quả cao.
trong đó nổi bật là thành tích của em Trần Thị Thanh Ngân, thủ khoa của tỉnh với tổng điểm 6 môn đạt 56,05 điểm. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn.